Laudetur Jesu Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 10 gồm có Trước hết là bản tin, tiếp đến là chia sẻ lời Chúa và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn In theo dõi tin tức. các điều kiện lãnh ơn toàn xá trong tháng 11 được điều chỉnh. Vatican, do đại dịch COVID-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn về sức khỏe, Tòa án giải tối cao đã ban hành một sắc lệnh cho phép việc lãnh nhận ơn toàn xá cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời có thể được thực hiện trong suốt tháng 11. Sắc lệnh giải thích, Tòa án giải tối cao đã nhận được nhiều thính nguyện của các mục tử xin cho việc thực hành đạo đức cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời được thực hiện phù hợp với bối cảnh đại dịch tòa án giải tối cao đã quyết định ơn toàn xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời thông thường chỉ trong những ngày từ 1 đến 8 tháng 11 có thể chuyển sang các ngày khác đến hết tháng 11 những ngày này do mỗi tín hữu tự chọn có thể tách biệt nhau không cần các ngày liên tiếp bên cạnh đó sắc lệnh cũng điều chỉnh việc lãnh nhận ơn toàn xá vào ngày 2 tháng 11 ngày lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một kinh lễ cha và một kinh tinh kính. Có thể dời không chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ các thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của tháng 11 do mỗi tín hữu tự chọn. Thêm vào đó, riêng đối với những người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận ơn toàn xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi, và với ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc kinh thánh, vân vân, để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình. Sắc lệnh cũng kêu gọi các linh mục trong năng quyền của mình quản đại cử hành bí tích giải tội và trao mình thánh Chúa cho bệnh nhân. Đồng thời, vì lợi ích cho các linh hồn trong luyện ngục, tất cả các linh mục đều được mời gọi cử hành ba thánh lễ, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Theo tông hiến Incruentum Antaris do Đức Biển Đức 15 ban hành ngày 10 tháng 8 năm 1915. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự liên kết giữa con người với nhau và với môi trường. Vatican Trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế của Eco ECOWAN, Đức Thánh Cha nhắc nhở về sự nối kết giữa con người với nhau và với môi trường. Ngài kêu gọi phát triển phẩm giá con người, chống lại nguyên nhân gây nghèo đói và hoạt động để bảo vệ môi trường. Eco One là một sáng kiến môi trường của phong trào Focolare. Hội nghị quốc tế năm nay có chủ đề Những cách thức mới hướng đến nền sinh thái toàn diện. Năm năm sau thông điệp Laudato Si được tổ chức tại Castel từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10. Chủ đề của hội nghị, theo Đức Thánh Cha, đề cập đến tầm nhìn nối kết giữa nhân loại và việc chăm sóc thế giới của chúng ta từ các chiều kích, đạo đức, khoa học, xã hội và thần học. Nhắc lại sát tiếng của chị Kiera Lubic, người sáng lập phong trào Focolare, rằng thế giới được tạo thành mang trong mình một ơn gọi hiệp nhất. Đức Thánh Cha tin rằng, điều này hướng dẫn công việc của các tham dự viên trong việc nhìn nhận rằng mọi thứ đều kết nối với nhau, và sự quan tâm cho môi trường cần được kết nối với tình yêu chân thành dành cho các anh em đồng loại và sự dấn thân không ngừng để giải quyết các vấn đề xã hội. Đức Thánh Trà nêu lên nhu cầu khẩn cấp về một mô hình kinh tế xã hội mới và bao gồm hơn, cho thấy rằng chúng ta là một gia đình nhân loại duy nhất, những người bạn đồng hành cùng chung một xác thịt, những đứa con của cùng một trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Tình liên đới với thai nhân và thế giới, Đức Thánh Trà nói, đòi một sự sẵn sàng cương quyết để phát triển và áp dụng các nguyên tắc thực hành để nâng cao phẩm giá của mọi người trong các tương quan của con người, gia đình và công việc, đồng thời chống lại các nguyên nhân cơ cấu gây nên nghèo đói và nỗ lực bảo vệ môi trường. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng, để đạt được một nền sinh thái học toàn diện, cần có sự hoán cải nội tâm sâu xa, cả ở mức độ cá nhân lẫn tập thể. Cần phá bỏ lý luận khai thác và ích kỷ, để cổ võ một lối sống điều độ, đơn giản và khiêm tốn. Các giám mục Hoa Kỳ phát động tuần 9 ngày cầu nguyện cho ngày bầu cử. Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ khuyến khích người Công giáo làm tuần cửu nhật, cầu nguyện để giúp đào tạo lương tâm của họ trước ngày bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Trang web của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về tuần cửu nhật cho ngày bầu cử năm 2020 viết, Trong 9 ngày, từ thứ Hai 26 tháng 10 đến thứ Ba 3, 3 tháng 11, những người tham dự được khuyến khích đọc một kinh lạy cha, kinh kính mừng và sáng danh với ý chỉ cầu nguyện của ngày này. Lời nguyện kết thúc cầu cho các nhà lãnh đạo được bầu chọn sẽ được đọc vào ngày thứ 10 của tuần cầu nguyện. Thứ tư, ngày 4 tháng 11, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo được bầu chọn trong tuần này được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để họ hoàn thành các chức vụ của mình. Xét vì số lượng phiếu bầu qua thư rất nhiều, kết quả bầu cử không thể có trong một vài ngày, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ đưa ra ý chỉ cầu nguyện mới cho mỗi ngày của tuần cứu nhật. Các tín hữu có thể đăng ký lời nhắc qua email được cung cấp trên trang web tuần cửu nhật. Các ý chỉ cầu nguyện hàng ngày không mang tính chất đảng phái và hầu hết đều là lời nhắc nhở về nhiều khía cạnh khác nhau của giáo huấn công giáo, bao gồm lời kêu gọi đối thoại, lời nhắc nhở về tầm quan trọng của phẩm giá của sự sống con người và nhấn mạnh về tầm quan trọng của tự do tôn giáo. Ý chỉ cho ngày bầu cử 3 tháng 11 là hôm nay khi chúng ta đến gần các cuộc thăm dò, xin cho chúng ta có thể hiểu và nắm lấy các nguyên tắc đức tin của chúng ta. Điều sẽ hướng dẫn sự tham gia chính trị của chúng ta. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng như cá nhân các giám mục không ủng hộ cách cụ thể ứng cử viên nào. Các giám mục châu Âu kêu gọi rằng mọi người phải có được vaccine và với giá cả phải chăng. Châu Âu, các giám mục châu Âu yêu cầu Liên hiệp châu Âu và các quốc gia thành viên rằng các vaccine COVID-19 tương lai phải có giá cả phải chăng và mọi người đều có thể tiếp cận, đặc biệt là người già, bệnh nhân và các nhân viên y tế. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong hội nghị qua video được tổ chức trong những ngày vừa qua với chủ đề Các thách đố đạo đức của châu Âu trong thời gian đại dịch COVID-19 của nhóm làm việc về đạo đức của Ủy ban các giáo mục châu Âu, gồm các chuyên gia và đại diện của các hội đồng giáo mục châu Âu. Thông cáo của Ủy ban các giám mục châu Âu cho biết, trong cuộc họp, các chuyên gia đã phân tích về tình hình hiện tại của các chính sách về y tế và phát triển có thể có trong tương lai, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố sự cộng tác giữa Liên hiệp châu Âu và các nước thành viên trong lĩnh vực y tế. Liên quan đến các chính sách của châu Âu về các vaccine và đặc biệt là việc phát triển các vaccine COVID-19 tiềm năng, các chuyên viên của Ủy ban giám mục châu Âu nhấn mạnh rằng các vaccine phải được sản xuất theo tiêu chuẩn đạo đức, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận đặc biệt là cho những người già, người bệnh và nhân viên y tế. Nhóm cũng nhấn mạnh rằng, những người dễ bị tổn thương và các nhân viên y tế phải là những người có được vaccine đầu tiên. Các chuyên gia nhấn mạnh đặc biệt đến tình cảnh của những người cao niên ở Liên Hiệp Châu Âu, những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hoàn cảnh hiện tại, đặc biệt là do thiếu các chính sách bền vững. Về vấn đề này, Ủy ban các giám mục châu Âu sẽ ban hành một tài liệu suy tư về việc chăm sóc người cao tuổi. giám mục Philippines kêu gọi nới lỏng lệnh giới nghiêm để mọi người tham dự các thánh lễ truyền thống. Philippines, Đức cha Proderick Babinlo, giám quản tông tòa của giáo phận Manila, đã kêu gọi chính quyền ở thủ đô Manila của Philippines điều chỉnh giờ giới nghiêm để cho phép các tín hữu tham dự các thánh lễ Simbangabi từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 12. Đức cha Papillo nói với đài chân lý Á Châu rằng, Ngài đã viết thư cho thị trưởng của Manila, Isco Moreno Domagoso, yêu cầu kết thúc giờ giới nghiêm vào lúc 3 giờ rưỡi sáng thay vì 4 giờ để cho phép những người đi lễ rời nhà của họ đi tham dự thánh lễ. Simbangabi là một thuật ngữ tiếng Philippines nói về thánh lễ đêm, bao gồm một chuỗi các thánh lễ kéo dài 9 ngày được cử hành trước lễ Giáng sinh. Theo truyền thống, các thánh lễ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ sáng mỗi ngày, từ ngày 16 đến 24 tháng 12. Thánh lễ cuối cùng vào ngày vọng lễ Giáng sinh được gọi là misa de galo hoặc thánh lễ của gà trống ám chỉ tiếng gà gáy lúc bình minh. Đức cha Papilo nói rằng các truyền thống của Philippines phải được tôn giữ đặc biệt nếu chúng mang lại hy vọng và cảm hứng cho các giáo dân. Đức cha nói thêm những truyền thống như thế này có lịch sử lâu đời và ăn sâu vào văn hóa Philippines của chúng ta. Chúng không chỉ đơn thuần là tập tục nhưng là một biểu hiện của tình yêu và đức tin của người dân Philippines một cái gì đó mà chúng ta thực sự cần trong đại dịch này. Chính phủ Philippines đã giới hạn số người tham dự thánh lễ tối đa 30% sức chứa của các nhà thờ ở Manila, trong khi lệnh giới nghiêm thống nhất đã được áp dụng như một phần của các quy trình kiểm dịch. Theo Richard Papillo, ngăn ngừa đại dịch lây lan là điều quan trọng, nhưng chiều kích thiên liêng cũng quan trọng. Chính đức tin nâng đỡ chúng ta trong đại dịch này nếu không có đức tin chúng ta dễ bị ngã quỵ mất hy vọng và đầu hàng các nhà thờ được cử hành thánh lễ ban chiều để đáp ứng nhu cầu của các tín hữu với thời gian biểu khác nhau. Đức giám quản của Manila nói rằng nếu giờ các thánh lễ có thể được điều chỉnh cử hành vào ban chiều, tại sao chúng ta không thể làm điều đó vào buổi sáng sớm miễn là tuân giữ khoảng cách. Các giáo dân Manila ủng hộ đề nghị của Đức cha giám quản, họ nói chúng ta cũng cần nuôi dưỡng linh hồn cũng như thân xác chúng ta. Bệnh viện của Tòa Thánh thử nghiệm dùng máy bay điều khiển từ xa để vận chuyển các sản phẩm y tế. Roma, Bệnh viện Bambino Gesù của Tòa Thánh đã hợp tác với hai công ty Leonardo và Thales để thử nghiệm vận chuyển các thiết bị y tế bằng máy bay điều khiển từ xa. Cuộc thử nghiệm máy bay điều khiển từ xa để vận chuyển các sản phẩm y tế với khoảng cách trên 30 km diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10 vừa qua đã mang lại kết quả khả quan. Đây là lần đầu tiên tại Ý thực hiện việc vận chuyển các mẫu sinh học và các sản phẩm y sinh trên các tuyến đường không dễ tiếp cận bằng đường thông thường. Liên quan đến vấn đề môi trường, máy bay điều khiển từ xa sử dụng động cơ điện, do đó ít gây tác động đến sinh thái và ô nhiễm âm thanh. Chiến dịch thử nghiệm của bệnh viện bao gồm nhiều giai đoạn liên tiếp, trong đó nhiều loại máy bay điều khiển từ xa khác nhau sẽ được sử dụng và cuộc thử nghiệm sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2020. Mục tiêu dài hạn của bệnh viện Bambino Gesù là có thể mở rộng dịch vụ trong môi trường đô thị đông dân cư, kết nối các trụ sở khác nhau của bệnh viện ở Roma. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt chuyên mục chia sẻ lời Chúa. Cha Xe Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 30 thường niên. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi và yêu người thân cận như chính mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là những lời tóm tắt giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay thu gọn toàn bộ lề luật thánh của Thiên Chúa. Quả vậy, khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa đốc phải câm miệng, thì những người pha ri họp nhau lại và một người thông luật trong nhóm đã lên tiếng để thử người. Thưa thầy, trong luật Môsê điều răn nào là điều răn trọng nhất? Chúng ta biết có cả thầy 613 điều luật trong lề luật của mô xê 248 điều buộc phải làm và 365 điều cấm không được làm. Một câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh như thế quả là một thách đố. Không dễ dàng trả lời đâu là giới răn trọng nhất. Thế nhưng đối với Đức Giêsu thì đây lại là một cơ hội để Ngài tái khẳng định điều quan trọng của lề luật. Điều ấy đã được trích dẫn ngay trong đệ nhị luật. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất. Quả vậy, lời giáo huấn của chúa không phải là điều mới mẻ đối với người do thái nhưng là một cơ hội để nhắc nhở và tái khẳng định điều quan trọng của lề luật là giới răn yêu thương yêu thương là bản tính của thiên chúa yêu thương xuất phát từ thiên chúa và yêu thương chính là lề luật tối cao của thiên chúa tất cả mọi lề luật một khi vắng bóng tình yêu sẽ là những thứ trói buộc con người và nếu như lề luật được phát biểu như những điều con người phải giữ thì đó cũng là những lề luật xuất phát từ yêu thương những lề luật có khả năng giải phóng con tim khỏi những ràng buộc để tự do yêu mến thiên chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn và hết sức lực mình không thể yêu mến Thiên Chúa một cách đích thật khi con người còn bị kiềm tỏa, khi con người chưa hoàn toàn được tự do. Và kính thưa cộng đoàn, như hai mặt của một thực tại, hai mặt của một đồng tiền, yêu mến Thiên Chúa gắn liền với yêu thương tha nhân. Quả vậy, điều răn thứ hai cũng quan trọng giống điều răn thứ nhất người phải yêu người thân cận như chính mình tất cả luật mô xê và sách các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy yêu mến thiên chúa đi đôi với yêu thương anh chị em lòng yêu mến dành cho thiên chúa không loại trừ lòng yêu mến anh chị em đồng loại và lòng yêu mến anh chị em đồng loại không chiếm chỗ lòng yêu mến dành cho thiên Chúa. Nói khác đi, người ta chỉ thực sự yêu mến Thiên Chúa khi yêu thương anh chị em mình và tình yêu dành cho anh chị em phản ánh tình yêu dành cho Thiên Chúa. Thánh Bê đã khẳng định người không thể yêu mến thiên chúa mà không yêu anh chị em. Ai bảo rằng mình yêu mến thiên chúa mà không yêu anh chị em mình, đó là kẻ nói lão. người thân cận mà ta chẳng thể yêu thương, thì làm sao ta yêu mến một thiên chúa xa vời? yêu mến thiên chúa gắn liền với yêu thương anh chị em. rất rằng thứ nhất yêu mến thiên chúa đi liền với giới răn thứ hai, yêu mến tha nhân. Quả thật giáo huấn của Chúa Giêsu một lần nữa nhắc nhở, khẳng định cho chúng ta điều cốt lõi của đạo thánh đó là đức ái. Đức ái là nẻo đường để mỗi chúng ta tiến bước trên hành trình về nhà cha và đức ái cũng là đích điểm để chúng ta tiến về đức ái là chính thiên chúa và đức ái là sự thành toàn của hành trình đức tin kitô hữu khi nói đến đức ái nói đến yêu thương đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đến là những việc làm để diễn tả tình yêu thương dành cho đồng loại điều đó đúng nhưng chưa đủ đức ái không chỉ là những hành vi diễn tả mà nó còn phải là hành vi xuất phát từ một trái tim yêu thương đích thật một trái tim biết mở lòng để đến với tha nhân một trái tim có khả năng rung cảm một trái tim có khả năng biết xót thương như trái tim rung cảm và xót thương của thiên chúa anh chị em rất thân mến lời giáo huấn của Chúa Giêsu chỉ nam đời sống khi tôi hữu chúng ta chúng ta hãy ghi tâm hãy thực hiện trong suốt hành trình đời sống của mình người phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi và yêu thương người thân cận như chính mình ước chi chúng ta biết yêu mến Thiên Chúa trước hết và trên hết bằng trọn vẹn thân tâm của chúng ta trọn vẹn thân xác và tâm hồn. Và chúng ta cũng biết yêu mến anh chị em của mình bằng một tình yêu trọn vẹn như vậy. Đừng để một ai trong những người thân của chúng ta bị loại trừ. Đừng để một ai trong chính gia đình của chúng ta bị lãng quên. Đừng để một ai chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời mà không đón nhận được tình yêu thương như Chúa mời gọi. Xin Chúa canh tân tâm hồn chai đá của chúng ta xin chúc ban là mỗi chúng ta trái tim bằng thịt, trái tim biết rung động và yêu thương để chúng ta sống lời giáo huấn của Chúa hôm nay. Amen. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhân cầu nguyện, sức mạnh giúp cha Makanli, nhà truyền giáo bị bắt cóc ở Niger trong thời gian bị giam giữ. Cha Bia e. Luigi Makanli, 59 tuổi, là một nhà truyền giáo người Ý thuộc Hội truyền giáo Phi Châu, làm việc tại giáo xứ Bomo Anga, giáo phận Niamey. Cha bị dân quân thánh chiến bắt cóc tại Niger, gần biên giới Burkina Faso, vào đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9 năm 2018 Ngày 8 tháng 10 vừa qua Cùng với ba con tin khác Cha đã được trả tự do và trở về Ý ngày 9 tháng 10 Sau cuộc trao đổi các tù nhân chiến binh thánh chiến Do chính quyền quân sự đang nắm quyền ở Mali làm trung gian Cha Matt Canley đã chia sẻ về thời gian bị cầm tù và ý nghĩa của nó đối với cuộc đời truyền giáo của cha cha chia sẻ chịu đựng để tồn tại đó là lời nói đã đồng hành cùng tôi và động viên tôi ngày này qua ngày khác họ bắt cóc tôi và đưa tôi đi khi tôi đang mặc bộ đồ ngủ và đi dép tôi không có gì trên người và bị những quân nhân thánh chiến nhiệt thành hồi giáo xem như con số không họ xem tôi như một kẻ ô uế đáng bị kết án xuống địa ngục. Nguồn trợ lực duy nhất của tôi là lời cầu nguyện đơn giản ban sáng và ban tối mà tôi học được trong gia đình từ mẹ tôi và kinh mân côi mà bà tôi dạy như lời kinh chiêm niệm. Sa mạc là thời kỳ của sự im lặng tuyệt vời, của sự thanh lọc, của sự trở lại nguồn gốc và bản chất một cơ hội để xem lại bộ phim Cuộc đời tôi. Tôi tự hỏi mình nhiều câu hỏi và kêu lên như một lời bộc phát và than thở với Chúa. Con đang ở đâu? Lý do tại sao Chúa bỏ con? Cho đến khi nào lạy Chúa? Tôi đã biết và vẫn biết rằng người đang ở đó. Nhưng tôi biết chúng ta có thể nhìn thấy Chúa từ phía sau Bây giờ tôi được tự do, được trở về nhà, tôi bắt đầu hiểu ra. Tôi có bằng chứng về việc mọi người đã cầu nguyện, tuần hành và canh thức để yêu cầu trả tự do cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Tương quan với Chúa Giêsu đã gia tăng dù không có thánh lễ. Đâu là nguồn sức mạnh của cha? Cha nói, mỗi ngày, đặc biệt là mỗi Chúa Nhật, tôi đã đọc những lời thánh hiến đây là thân thể con được dâng hiến là bánh được bẻ ra cho thế giới và châu phi trong kinh nguyện buổi sáng tôi đã cầu nguyện bằng một bài thánh ca tiếng pháp một ngày mới bắt đầu một ngày được ngài ban chúng con đặt nó trong tay chúa như nó sẽ là và tôi kết thúc với câu con không có điều gì khác để dâng Chúa ngoài của lễ đời con. Tôi xin một cuốn kinh thánh nhưng họ không cho. Mỗi Chúa nhật, tôi dành cho mình một đoạn tin mừng để suy gẫm, đặc biệt là vào thời gian quan trọng như mùa vọng giáng sinh và mùa chay phục sinh. Nhưng kể từ ngày 20 tháng 5, khi họ mang đến cho tôi một radio có làn sóng ngắn mà tôi đã nhiều lần yêu cầu được nghe, ít nhất là tin tức từ thế giới. Tôi đã có thể nghe suy niệm phúc âm Chúa Nhật từ Đài Vatican vào mỗi thứ bảy. Có một lần là buổi phát sóng trực tiếp thánh lễ. Chính xác là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2020. Sáng hôm đó, sau khi nghe bản tin của Đài RFI, khi thay đổi tần số Tôi ngạc nhiên tột độ khi nghe Đức Giáo Hoàng Francisco bằng tiếng Ý. Tôi ghé tay lại gần và chỉnh đài tốt hơn. Tôi thấy mình đang ở đầu thánh lễ hiện xuống trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, Giáo hội và thế giới. Tôi tự nhủ. Hôm nay, tôi đang ở đền thánh Phaero ở Roma và đồng thời đang thực hiện một nhiệm vụ ở châu Phi. Tôi hơi xúc động khi lắng nghe các bài đọc và bài tin mừng nhắc nhở tôi về châm ngôn truyền chức linh mục của tôi. Đoạn tin mừng Thánh Do An Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Đây là một sự trùng hợp. Bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco là một luồng không khí trong lành. Sau hai năm hạn hán về thiên liêng và không có lời Chúa Tôi cảm thấy được tái sinh và tôi đón nhận món quà này như một hơi thở của Chúa Thánh Thần. Đấng muốn đẩy làn sóng radio đến tận sa mạc Sahara này. Tôi đã nghe tin mừng và những lời của Đức Giáo Hoàng cách thích thú hơn bao giờ hết. Chúng có một hương vị đặc biệt trong bối cảnh đó. Dù bị giam cầm, cha Matt Canley vẫn thấy gắn bó với sư vụ truyền giáo. Cha chia sẻ, Tôi luôn cảm thấy mình là một nhà truyền giáo, ngay cả khi chân bị xiềng xích. Tôi muốn nói là truyền giáo từ tận đáy lòng mình. Tôi thường đi bộ trên sườn núi Bomo Anga Nize, nơi mà tôi đã bị bắt cóc. Thân xác tôi là tù nhân của cồn cát, nhưng tinh thần của tôi đã đi đến những ngôi làng mà tôi nhớ đến trong lời cầu nguyện của mình. Tôi cũng nhắc lại tên của những người cộng tác với tôi của những người trẻ mà tôi mang trong lòng đặc biệt là những đứa trẻ suy dinh dưỡng và ốm yếu mà tôi chăm sóc nhiều khuôn mặt đang hiện diện sống động trong trái tim bị tổn thương của tôi tôi nhận ra rằng truyền giáo không chỉ là làm nhưng còn là thinh lặng và về cơ bản đó là công việc của chúa nhiều hoạt động đặc trưng cho những ngày của tôi bây giờ không gì khác hơn là hồi ức và cầu nguyện nhưng sứ mệnh truyền giáo vẫn tiếp tục và luôn nằm trong bàn tay tốt lành chính xác là bàn tay của chúa vì đó là sứ vụ của chúa chứng tá của nhiều người bạn bè và những người không quen biết đã tham dự vào các buổi cầu nguyện tuần hành để cầu xin trả tự do cho tôi mà tôi nhận được trong những ngày này như một tiếng vang xác nhận với tôi rằng sứ vụ của chúa quyền năng như thế nào Mọi người nói với tôi rằng họ đã cầu nguyện rất nhiều. Thậm chí có người nói, cha đã lấp đầy các nhà thờ. Không phải tôi, đây là công việc của Chúa. Tha thứ là điều cha Mark Canley dành cho những kẻ bắt cóc mình. Cha thương những người trẻ đã bị các video tuyên truyền tẩy não. Họ không biết việc họ làm. Cha nói, tôi không thù ghét những kẻ bắt giữ và cai ngục của mình tôi đã cầu nguyện cho họ và tiếp tục làm như vậy trong khi được đưa ra xe để trả tự do cha cũng cầu chúc cho người quản lý cha trong năm tù cuối cùng xin chúa cho một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu mình là anh em Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laude Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu